Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ suy yếu kết hợp với hội tụ gió trên 1.500m, nên thời tiết các khu vực trong tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Đêm về sáng trời lạnh, vùng cao đêm về sáng trời rét. Những khu vực có khả năng mưa vừa, mưa to là huyện Bát Sát, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Simacai và thị xã Sapa. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm trên 24 giờ và có nơi trên 50mm. Đến sáng ngày 15 tháng 10, cường độ mưa giảm, chỉ còn có mưa rào nhẹ vài nơi. Mưa dông thường kèm theo cái hiện tượng là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và tài sản. Người dân cần chủ động có phương án phòng tránh nguy cơ sạt lở đất đá tại nơi có địa hình sườn dốc, các ta luy dương và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Sau đây là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, đêm về sáng trời lạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, lặng gió, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ, độ ẩm trung bình trên 95%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, độ ẩm trung bình trên 85%.